Cái này thì chỗ này thì trái ngược so với đêm luôn mọi người. Đêm chỗ này là nhộn nhịp và vui lắm. Còn ban ngày thì thời tiết nó khá là nắng, không có cây cối á. Đây lâu lâu mới được vài cái cây nên nó khá nắng, nên ít cùng người đi lại ở khu vực này. Ở trên kia thì nó mát hơn thì người ta đi nhiều hơn. Lại ở trên kia người ta giáp với chợ Bến Thành, tối thì người ta mới đi ra phố đi bộ chơi thôi. Phố đi bộ là cái đặc trưng ở nổi bật ở tại mỗi khi mọi người tới đây, tới Sài Gòn chơi thì chắc chắn phải chợ Bến Thành và phố đi bộ. Và nếu mà có điều kiện hơn thì mình sẽ đi phố Tây Bùi Viện. Bây giờ Hải sẽ để xe ở phía trước có chợ Bến Thành, rồi sau đấy mình sẽ đi dạo quanh chợ Bến Thành một xíu nhé, quanh khu vực ở phía trước của metro xem cập nhật những tình hình hôm nay như thế nào. Hôm nay là thời tiết khá là nắng nóng, nhờ may bây giờ nó cũng đang còn sớm, mới 9 giờ thôi, nên nó cũng khá là nhẹ nhàng cho mình có thể đi dạo được. Nhưng mà nó nắng gắt quá thì không thể nào mà đi được luôn. Đây, phía trước này mọi người có thể thấy là cũng rất là đông người tới đây chụp hình. Đó, thời tiết rất là xấu. Ở đây thì mọi người có thể thấy, đây, phía bên kia thì cũng đang làm, phía bên trong nó phập. Đây cũng đang quay phim, không biết là có nhà đài nào, máy quay khá lớn. Hải thấy là được cái là mấy chú xe ôm này rất là giỏi nha, tiếng Anh bắn nói chuyện tiếng Anh rất là giỏi luôn. Này là có thông tấn xã, một cái đài truyền hình khá lớn của nhà nước. Đây, còn đây là khung cảnh trước có chợ Bến Thành, mọi người xem rất là đẹp luôn. Để Hải mở cam rộng cho mọi người xem nha. Đấy, mở cam rộng một xíu. Thì mấy hôm nay thì Hải có thấy là trên báo thì nhiên có đưa là chợ Bến Thành có vẻ là buôn bán nó cũng khó khăn, giảm sẽ mất nửa lượng khách so với mấy năm trước. Thì lát đó mình cùng vào bên trong chợ Bến Thành mình xem tình hình thế nào nhé. Bây giờ mình cùng đi vòng vòng khu vực này một xíu. Xem ngay cửa hầm metro này họ đã làm cái gì chưa? Có làm, hôm nay có làm. Bên đây có chụp hình cưới kìa. Sắp vào mùa cưới đấy mọi người, nên đi đâu cũng thấy chụp hình cưới này. Rất là đẹp luôn, cô dâu mặc váy trắng khá long lanh tại khu vực này. Khách nước ngoài họ khá là hiếu kỳ xem được. Chụp xong chợ Bến Thành bây giờ người ta đi chỗ khác rồi. Này ở đây khu vực này thì công nhân đang tiến hành hàn phía dưới này. Thank you.
Đây công nhân mà đang thi công rồi, đang cắt tại trước này. Hôm nay thì các bạn thấy lượng người đổi tiền cũng khá là đông tại bên cửa hàng Hà Tâm, Mai Vân thì hôm nay chủ nhật đóng cửa rồi. Đấy, cũng như là lượng khách tới phía bên này chợ Bến Thành cũng khá là nhộn nhịp. Đây mình thấy lượng người đổi tiền rất là đông luôn tại cửa hàng Hà Tâm. Bây giờ mình cùng đi dọc dọc khu vực này nhé. Đây, đi vào bên trong này. Giờ lượng khách cũng khá là nhộn nhịp đây mọi người. Hải vừa quay cho mọi người cùng xem cập nhật ở chợ Bến Thành ấy. Sáng thì có vẻ là lượng đổ tới đây cũng khá là đông và nhộn nhịp, nhưng mà có vẻ là người ta mua sắm ít hơn, chỉ đi tham quan là chính thôi. Đấy, người thì vào đi tham quan khá là nhộn nhịp nhưng mà mua thì không thấy có mấy người mua. Thế nên bây giờ mình cùng đi ra bên kia nhé, đi sang bên chỗ cục trưởng Quách Thị Trang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khu vực này thì ngày hôm nay cái này hơi phải thấy là có thợ làm á, chắc họ làm bên trong rồi, che phía bên ngoài cái bạt này cho nó đỡ nóng á. Đây này, mọi người thấy cái hoa, cái họa tiết rất là đẹp luôn tại đây. Thì ở bên cạnh những cái mà nó sầm uất và nhộn nhịp cũng như là mua sắm đó, thì ở bên cạnh ấy cũng rất là nhiều máy đời cơ cực đó mọi người. Hai đấy vừa quay mọi người đang ngồi, hai mẹ con đang ngồi ngay góc ở bên cửa hầm metro rất là tội luôn. Đây là những người bán hàng rong. Đấy, sáng em ấy thấy là rất là đông đấy mọi người, tại phía trước có chợ Bến Thành này. Bây giờ mình cùng ra phía bên ngoài để một xíu sau đấy là chúng ta được dừng video nhá. Mình cũng quay và cập nhật sơ cho mọi người xem về quá trình sau khi trả lại mặt bằng rồi buôn bán, tình hình buôn bán là làm tại hai nắp hầm metro gửi tới quý vị các bạn mình cùng xem